Xin chào tất cả mọi người, mình là MC Đình Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài test về độ bền của dòng răng sứ Zirconia Invisible tại Nha khoa Quốc tế Daiichi. Hiện tại chúng ta sẽ có những ống thép, đá hoa cương và chắc chắn rồi, không thể thiếu được đó là chiếc răng sứ dòng Zirconia. Chúng ta sẽ dùng búa để test độ cứng, độ bền của từng cái món đồ này. Đầu tiên chúng ta sẽ với ống thép này, mọi người thấy rất là chắc đúng không ạ? Và dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ nhờ bác sĩ test trực tiếp với độ bền của ống thép. Xin mời. Rồi, thử một cái nữa nhé. Đã bị móp rồi các bạn. Wow, hoàn toàn đã bị móp rồi. Và một vật liệu nữa ngày hôm nay chúng ta sẽ test ở đây đó là đá hoa cương. Đây mà là một loại đá cũng rất là chắc chắn. Như mọi người chúng ta làm nhà thì cũng đều biết rồi, độ dày và cũng rất là chắc chắn nha. Xin mời bác sĩ. Vỡ hết rồi đấy. Rồi, tiếp theo, cuối cùng sẽ là gì ạ? Sẽ là chiếc răng sứ dòng Zirconia. Đó, và bây giờ mình sẽ để ngay ở đây. Các bạn có thể quan sát một chút. Camera có thể zoom gần lại một chút để xem chiếc răng sứ này. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ dùng búa để test độ bền của răng sứ Zirconia. Xin mời. Chúng ta có thể quan sát một chút. Vẫn chưa hề hấn gì, chúng ta sẽ thử tiếp một vài lần nữa nhé. Xin mời bác sĩ. Xin mời. Và như vậy là chiếc răng sứ của chúng ta hoàn toàn nguyên vẹn. Vẫn đang còn chắc chắn nguyên. Và đây chính là độ bền, độ chắc đã được kiểm chứng thực tế qua dòng răng sứ Zirconia Invisible tại Nha khoa Quốc tế Daiichi. Và dĩ nhiên rồi, những khách hàng nào chúng ta đang cần có nhu cầu sử dụng những dòng răng sứ cao cấp thì hãy tới ngay với Nha khoa Quốc tế Daiichi để được tư vấn và thăm khám trực tiếp.